À, đứng cạnh mình đây là anh Bằng, chủ của trung tâm. Thì anh Bằng có thể chia sẻ cho anh chị em là trước đây là anh đã làm về lĩnh vực ô tô này rồi. Đấy, và anh tại sao anh lại mở rộng và làm thêm cái dịch vụ về chăm sóc xe này nữa? Thì anh có thể chia sẻ cho anh chị em xem video đúng không ạ? Trước đây và hiện tại thì mình cũng đang kinh doanh và làm ở trong cái ngành lốp. Cụ thể là mình chuyên về lốp xe con. Chuyên về tất cả những loại lốp xe con ấy, thì mình có kinh doanh lốp này, ắc quy này và những phụ kiện liên quan đến ví dụ như cả biến áp suất lốp chẳng hạn, và có thay dầu nhớt các thứ cũng mình cũng đã hiện tại cũng đang làm. Thì mình cũng tính toán là cái ngành lốp ấy thật ra thì là thu nhập của nó cũng khá là ổn định. Đấy, nhưng mà mình muốn phát triển hơn, nắm bắt được cái nhu cầu và cái xu thế hiện tại bây giờ theo xã hội phát triển. Thì xe cộ thì ngày càng đông, thì cái nhu cầu và chăm sóc xe thì càng ngày càng gia tăng. Dạ. Mà hiện tại thì ở cái địa bàn của mình hiện tại đang sinh sống ấy, thì chưa có một cái xưởng nào chuyên làm cái vấn đề này, nên là mình cũng ấp ủ dự định này và cũng tìm hiểu. Sau khi tìm hiểu và cũng tham khảo một số ý kiến của một số người ấy, thì cuối cùng chốt lại mình quyết định chọn công ty Uni Việt để kết hợp làm giữa dịch vụ lốp và dịch vụ chuyên về chăm sóc xe. Dạ. Đấy. Thì đến hiện tại bây giờ thì xưởng ở đây hiện tại là đang trong quá trình hoàn thiện, gần xong rồi, thì mình mời Tuân và mọi người cùng vào trong này. Dạ. Để là mình cùng nhau chia sẻ về những cái gì mà là mình hiện tại đang làm. Dạ. Thì đây là cái khu vực cầu lân. Đấy, khu vực cầu lân thì hiện tại bây giờ đã được lắp ráp và hoàn thiện xong xuôi rồi. Thì hôm vừa rồi là anh em công ty đã lên đây để test và vận hành, hướng dẫn anh em về tất cả trang thiết bị, về hóa chất dụng cụ đấy, và những cái hạng mục dịch vụ về chăm sóc xe đi theo Linh. Đấy thì anh Bằng có thể chủ động giới thiệu cho anh chị em là cái khái quát lại một chút về cái quy mô của cái xưởng này. Đấy, và cái thứ hai là những cái trang thiết bị máy móc mà đã được công ty và trực tiếp là em đấy đã tư vấn cho anh. Đấy thì gồm có những hạng mục nào đấy. Đầu tiên ấy thì mình xin chia sẻ với tất cả mọi người, đây là cầu nâng. Dạ. Cầu nâng một trụ và được nhập khẩu trực tiếp từ Ấn Độ. Đấy, hiện tại là mình đã lắp đặt tất cả mọi thứ xong suốt ở đây. Xung quanh cầu nâng ấy thì mình có thiết kế và làm một cái rãnh thoát nước chạy xung quanh cầu nâng để đẩy nước ra ngoài. Dạ. Chạy sang phía bên kia thì mình có làm một thêm một khoang rửa ướt nữa. Dạ. Nhưng mình không làm cầu nâng để đấy chạy ra ngoài kia ra rãnh ra thoát ra hố ga phụ. Dạ. Và ra trực tiếp hố ga chính ngoài kia. Vâng. Ra cống. Đấy. Đấy thì hai khoang này là mình sẽ bố trí là để khoang rửa ướt. Vâng. Còn vào khu vực phía trong đây thì đây là cái khu vực về trang thiết bị máy móc. Thì ở khu vực này thì có hệ thống cầu lưng này, đấy, hệ thống bình bọt này, tay quay này. Đấy. Xung quanh đấy thì mình cũng bố trí là chạy đường hơi xung quanh xưởng. Dạ. Đây cũng như là bạn thấy kia, có những cái đầu hơi chờ để mình sau này mình vừa cắm bình phun hồ tuyết ở ngoài. Đúng. Đầu chờ hơi ngoài thì mình kéo dây hơi ra để mình có thể làm lốp vào đấy. Đúng rồi. Hoặc là xử lý những cái vấn đề khác. Đúng. Đấy. Và hai bên thì bên đã cạnh được hai bên ấy thì là cũng mình cũng làm hai cái giá treo, hai cái máy rửa xe. Đây là máy rửa xe Mazuni là nhãn hiệu là KC4005. Được nhập khẩu trực tiếp từ Italy. Vâng. Đấy. Thì là cũng nhập trực tiếp từ công ty Uni Việt luôn. Vâng. Đây, một máy đây và một máy đây. Vâng. Bên cạnh bên dưới máy rửa xe đây thì là bình dầu. Bình dầu này thì sẽ lấy hơi cấp từ là máy nén khí. Dạ. Sau đấy là dầu hút ra đẩy ra để nâng cầu hạ cầu xuống. Vâng. Đấy. Đây, còn đây hiện tại đây là máy hút bụi 3 pha. Máy hút bụi 3 motor. Đấy, máy hút 3 motor. Đấy. Dạ. Thì đây mình cũng trang bị cho xưởng là hai máy hút bụi, hai bình phun một tiết, hai bình rồi. Đấy. Trên đây thì mình có trang bị cho xưởng là hai cái hộp Zulu rút. Dạ. Đấy. Nhìn khá là đẹp không anh? Đúng, nhìn khá là đẹp và mình cũng treo khá cao lên để tiện trong quá trình sử dụng. Hộp Zulu rút ở ngoài này thì mình có bố trí là có 3 dây thì mình bố trí là hai dây điện. Hai dây hơi, dây nước. Còn hộp Zulu trong này để mình làm khoang khô thì có bố trí là hai hơi và một điện. Hai hơi và một dây điện. Dạ. Đấy. Đi sâu vào phía trong này chút anh ạ. Thì phía trong này là có bố trí một cái máy nén khí. Đây, máy nén khí. Và toàn bộ khu vực này sau này là sẽ bố trí hệ thống làm lốp. Làm lốp đó. Cái khu vực trong này thì mình sẽ để máy nén khí đây. Dạ. Tiếp theo đây mình sẽ gọi là trong quá trình hoàn thiện xong ấy thì mình sẽ chuyển
xưởng của mình ở trên kia xuống dưới này, bố trí máy làm lốp này, máy cân bằng động này, máy bơm nitơ này, và máy bơm khí thường ở đây, tại khu vực hết cả một khu vực bên này. Còn khu vực bên phía bên này ấy, thì mình bố trí là sẽ bán những cái giá để hàng hóa, như giá bên này mình sẽ để là hóa chất này và dầu nhất. Còn ở sát bên cạnh thì mình sẽ bố trí là để ắc quy. Ắc quy đúng rồi. Còn đây là giá cao đây. Dạ. Hai cái giá cao bên phía bên trong này thì mình bố trí là để lốp. Dạ. Lốp nhỏ, lốp to thì mình sẽ bắn một cái trần ở cao trên kia, giá xếp thì xếp tất cả những lốp to và hàng hóa các thứ bên trên. Đây thì anh em đang trong quá trình huấn luyện về cái quy trình đánh bóng. Đó. Thì hôm vừa rồi là anh em đã hướng dẫn chi tiết về chăm sóc cơ bản rồi. Thì đây là cái khu vực chuyên sâu thì đang đào tạo về lĩnh vực đánh bóng. Đấy và phủ bóng. Thì bạn ơi, bạn có thể dừng máy một chút không nhỉ? Thì anh Bằng có thể giới thiệu giúp em là bạn giới thiệu mọi người, đây là bạn Hạnh, là hiện tại là đang làm cho mình, nhân viên của sở mình. Hiện tại đang được bạn Hiến, nhân viên kỹ thuật của công ty Nguyên Việt là hướng dẫn cho cách xử lý đánh bóng hiệu chỉnh về mặt sơn. Đấy. Thì Hạnh là trước đây là đã làm về lốp cùng với anh Bằng rồi. Vâng. Đó, làm về lốp xe con. Thế thì đã hoạt động ở xưởng kia được cũng được bao nhiêu năm rồi Hiến? 2 năm rồi. Hơn 2 năm rồi. 2 năm rồi đúng không? Thì bây giờ Hạnh quay sang làm về vấn đề chăm sóc xe này thì thấy nó có khó lốp không? Nếu mà khó cũng không có, nhưng mà trong quá trình anh em mới học thì nó hơi bỡ ngỡ một tí anh ạ, trong công việc. Thì hôm vừa rồi Hiến đã giới thiệu cho anh Bằng, đã hướng dẫn cho anh Bằng và anh em về cái quy trình chăm sóc xe của bên mình. Đấy, đã được thực tế trải nghiệm. Đấy, và làm thực tế xe rồi. Đó thì Hạnh có thể chia sẻ là đến giờ phút này thì đã cơ bản nắm được những cái hạng mục đã huấn luyện chưa? Em thì nói chung thì cũng chưa chắc chắn 100%, nhưng mà nói chung là từ vấn đề rửa xe này, rửa khoang máy thì cũng được 70-80% rồi, nói chung là cũng học rồi. Cần phải luyện tập thêm đúng không? Cần phải luyện tập thêm. Tập thêm. Đấy, về cơ bản là mình sẽ nắm được tất cả các quy trình rồi đúng không? Quy trình thì em nắm được rồi. Ừ. Thì về cái vấn đề đánh bóng này thì hôm nay bắt đầu huấn luyện. Vâng. Thì đã được anh Hiến hướng dẫn là xả này, đúng không? Rồi là vệ sinh bước làm đánh bóng bước 1 này. Đấy, và hiện tại bây giờ là đang làm bước mấy đây nhỉ? Ở đây đang làm bước thứ hoàn thiện đúng không? Hoàn thiện rồi, xong đánh bóng. Đây là đây phù si anh ạ, phù si. Đây là lần đầu cầm máy đúng không? Vâng, em lần đầu tiên. Đấy. Thì cảm ơn Hạnh nhá. Thì Hạnh tiếp tục công việc nhá. Đó thì tiếp theo ở khu vực trong này. Đó thì anh có bố trí một cái phòng khá là đẹp. Anh có thể giới thiệu cho anh chị em được không? Trong phòng này thì công năng sử dụng là cái mặt phía bên ngoài này mình đang muốn bố trí là bày la răng xe ô tô con. Vâng. Mình sẽ treo la răng hoặc đặt hàn một cái giá đặt ở la răng trên này. Vâng. Đấy. Và để mình cũng kinh doanh cả vấn đề la răng luôn. Vâng. Còn phía phòng khách bên trong này thì đây là văn phòng thôi. Vâng. Thì mình sẽ bố trí là bàn làm việc này. Vâng. Bàn khách uống nước này. Dạ. Ngồi chờ trong khi xe được làm xử lý ngoài kia. Dạ. Đấy, trong khu vực bên này thì mình tính là sẽ bắn những cái tủ kính. Dạ. Bắn những tủ kính lên để bày bán phụ kiện này. Dạ. Ví dụ bao gồm như là móc chìa khóa này, vỏ ví da, rồi bọc vô lăng, gạt mưa các thứ, mình sẽ bán hết ở khu vực bán hết khu vực này. Dạ. Để đấy là bán thêm cả phụ kiện ô tô nữa. Dạ. Để còn khu vực phía trong này là như nào anh nhỉ? Khu vực bên trong này thì sau khoảng cách đấy sẽ đến là khu vực bếp. Dạ. Mình cũng bố trí một cái bếp nhỏ như này. Đây có chậu rửa đây. Có chậu rửa và có mặt bàn bếp rửa. Và đây là vệ sinh. Dạ. Đấy. Thì anh cũng lo chỗ ăn chỗ nghỉ cho anh em. Đúng rồi. Đấy. Thì cho nó tươm tất. Mọi thứ cũng phải tươm tất. Anh em làm ở đây có thể gọi là ở đây cũng được. Dạ. Bởi vì là ngoài chăm sóc xe ra thì mình có làm một dịch vụ cứu hộ lốp nữa. Vâng. Cứu hộ lốp và cứu hộ ắc quy. Thì có những lúc mà buổi tối đêm hôm các thứ khách cứ gọi vẫn có người trực ở xưởng. Vâng. Để có thể xử lý khách được. Tuyệt vời. Đấy. Thì hôm trước là anh em mình cũng bàn tán với nhau rất kỹ về cái phần đèn anh nhỉ? Đúng rồi. Đấy, thì anh có thể chia sẻ cho anh chị em về cái vấn đề đèn xương cá không nhỉ? Thật ra là vấn đề đèn để mà phục vụ cho cái vấn đề đánh bóng ấy. Dạ. Thì mình cũng đã tính toán và cũng suy nghĩ rất nhiều phương án. Dạ. Đầu tiên thì mình cũng tính là hạ trần xuống rồi để làm đèn tổ ong. Dạ. Nhưng mà sau khi được Tuân tư vấn ấy, thì mình nghĩ sang cái đèn này thì đầu tiên là mình cũng
tôi quan ngại về cái ánh sáng và cái mức độ thẩm mỹ của nó. Dạ. Nhưng mà khi mà hoàn thiện rồi thì lên trông rất là đẹp. Dạ. Và mọi thứ là đúng như là mình dự đoán ban đầu. Dạ. Khá là ưng anh nhỉ? Khá là ưng đấy, cái đèn này. Ok. Thì chân thành cảm ơn anh nhá, đã chia sẻ quá là chân tình luôn, để cho anh chị em có một cái góc nhìn nó quá là chân thật để về cái vấn đề là khi mà anh em set up một cái xưởng có ý tưởng đấy, để mình có một cái góc nhìn nó kỹ hơn, lưỡng hơn về vấn đề chi phí này. Đấy, rất là quan tâm. Đấy, tại vì ai thì cũng có ước mơ mở ra một cái trung tâm của riêng mình. Đấy, nhưng ngược lại nó phải phụ thuộc vào cái tài chính. Đấy, phụ thuộc vào đất mặt bằng. Đấy, phụ thuộc vào nghề nữa, rất nhiều yếu tố đúng không anh? Đó thì chân thành cảm ơn anh nhé. Dạ, cảm ơn anh. Thì vừa rồi mình đã cùng với anh Bằng đi một vòng từ phía ngoài vào phía trong để giới thiệu với anh chị em một cái góc nhìn và những cái chia sẻ rất là kỹ lưỡng của anh Bằng về vấn đề nhà xưởng, trong quá trình làm việc, trong quá trình setup xưởng có những cái khó khăn gì và có những cái thuận lợi như thế nào. Đấy, thì anh chị em nào quan tâm thì hãy liên hệ bên công ty để được tư vấn. Đấy, để được anh em hỗ trợ kỹ lưỡng hơn về vấn đề về nghề, về nhà xưởng, đấy, về trang thiết bị máy móc. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.